Hà Kiều Anh trổ tài nấu đặc sản ba miền gắn kết gia đình. Hà Kiều Anh học nấu ăn đặc sản ba miền từ ông bà và mẹ, coi bữa cơm nhà là nơi gắn kết yêu thương. Hà Kiều Anh thường xuyên nấu các món đặc sản ba miền tại nhà mỗi khi có thời gian rảnh. Cô cho biết, nấu nướng không chỉ là việc chuẩn bị bữa ăn mà còn là cách để kết nối với văn hóa và truyền thống. Mỗi món đặc sản đều mang một câu chuyện riêng. Khi nấu những món ăn đó, tôi cảm thấy như đang mang hương vị quê hương đến gần hơn với gia đình và bạn bè, cô nói. Hà Kiều Anh học công thức truyền thống từ ông bà ngoại và mẹ. Ngay từ khi học cấp 1, cô đã xin mẹ đăng ký cho học nấu ăn, làm bánh, cắm hoa nên tới nay hoa hậu có thể chế biến đủ món từ Bắc tới Nam như bún chả, mì Quảng, bánh đa cua Hải Phòng, bún bò xào Nam Bộ, bún hến. Người đẹp nhớ lại, hồi xưa nhà tôi nghèo, 7 tuổi đã phải đi chợ nấu cơm cho cả gia đình. Nấu từ nhỏ đến lớn, nấu nhiều thành quen, từ đó giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong các món ăn. Bây giờ lớn tuổi, vì mê ăn nên phải lăn vào bếp. Được nấu cho gia đình và bạn bè ăn là niềm hạnh phúc to lớn. Hoa hậu học nấu đủ các thể loại món ăn từ Âu đến Á nhưng nấu nhiều nhất vẫn là đồ Việt Nam. Ở nhà, Hà Kiều Anh rất hay nấu mì Quảng vì món này ăn nhiều rau. Hơn nữa đây là công thức được mẹ chỉ dạy và được ăn hoài khi còn nhỏ. Mỗi khi ăn món này, Hà Kiều Anh lại nhớ về ông ngoại của mình. Mỗi món ăn trong căn bếp nhà Hà Kiều Anh đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi may mắn có quê nội ở Huế, quê ngoại ở Hội An, lại được sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh nên từ nhỏ mẹ đã cho thưởng thức rất nhiều món ăn của ba miền Bắc, Trung, Nam. Mì Quảng là món quê ngoại, hồi nhỏ lúc nào mẹ cũng nấu cho ông ngoại ăn nên tôi được hưởng ké. Khi lớn lên biết nấu ăn, tôi chế biến theo ý mình một chút cho phong phú hơn. Cô nói, bún chả là món các con Hà Kiều Anh rất yêu thích nên cô đã nhờ mẹ bật mí bí quyết chế biến do là bà là người Hà Nội gốc, làm bún chả rất ngon. Món bánh đa cua người đẹp học từ bà vú của các con vốn là người Hải Phòng. Bát bánh đa được nấu phun topping với chả lá lốt, bề bề, chả cua, rau muống, gạch cua hấp dẫn. Không chỉ nấu ngon, chỉnh chu, Hà Kiều Anh còn bày biện các món ăn tươm tất, thịnh soạn, không kém các món ăn trong các nhà hàng sang trọng. Trong ảnh là mâm bún hến cầu kỳ của người Huế. Bún hến là đặc sản của quê nội nàng Hậu. Khi cô còn nhỏ, bà nội hay nấu vì nói ăn món này rất thanh. Nhiều rau nên sẽ không bị ngán. Nhưng làm món này thì khá vất vả vì rất đa dạng nguyên liệu. Mỗi khi có dịp đi du lịch, người đẹp cũng học nấu các đặc sản địa phương. Lần ra Hà Nội lang thang vỉa hè, Hà Kiều Anh phải lòng món cháo lòng và mẹt lòng lợn ăn cùng bún đậu mắm tôm. Bát cháo lòng hấp dẫn của Hà Kiều Anh được bạn bè khen ngợi hết lời. Chiều lòng các con, người đẹp cũng học nấu một số món ngoại như mì ramen của Nhật. Nước dùng trong vắt ăn cùng với măng Nhật thơm ngon. Hoa hậu cho biết những bữa ăn ngon không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là dịp để kết nối mọi người lại với nhau. Là cơ hội để cô thể hiện sự chăm sóc và tình yêu thương đối với người xung quanh. Gia đình và bạn bè luôn ủng hộ nhiệt tình khi Hà Kiều Anh nấu ăn. Mọi người sẵn sàng thử những món mới, góp ý rất chân thành, ai cũng than lên cân vì bị ăn nhiều mà người nấu chẳng ăn gì. Được nấu ăn cho những người mình yêu thương, Kiều Anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cô nói. Mâm cơm kiểu Bắc với canh cua mùng tơi nấu nước, cà pháo và cá kho giản dị nhưng luôn gây thương nhớ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.